Chelsea khó có thể sa thải Pochettino dù phong độ tệ hại. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino khó có thể bị sa thải trong mùa giải này bất chấp phong độ kém cỏi của Chelsea lúc này. Chelsea ở mùa giải năm nay đã thua 10 trận ở Premier League trong tổng số 23 trận đã chơi và hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Nhưng bất chấp phong độ kém cỏi của đội, Chelsea khó lòng có thể sa thải huấn luyện viên Mauricio Pochettino ở mùa giải năm nay bất chấp phong độ kém cỏi của đội bóng. Lý do là bởi đội bóng thành London đang có nguy cơ vi phạm các quy tắc FFP. Hợp đồng hiện tại của vị chiến lược gia người Argentina với Chelsea đang có thời hạn 18 tháng. Nếu Chelsea muốn sa thải, họ sẽ phải trả hơn 10 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Sau khi chi hơn 1 tỷ bảng cho việc chuyển nhượng cầu thủ kể từ khi Todd Bowley tiếp quản câu lạc bộ thay Roman Abramovich, The Blues hiện rất gần với việc vi phạm quy tắc bền vững và lợi nhuận PSR của Premier League. Theo báo cáo, đội bóng từng hai lần vô địch Champions League sẽ phải thu về ít nhất 100 triệu bảng thông qua việc bán cầu thủ vào mùa hè để có thể được cân bằng về mặt tài chính. Nếu không tuân thủ, những án phạt trừ điểm giống như Everton đang chờ sẵn ở phía trước. Với lẽ đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã lên kế hoạch bán những cầu thủ như Armando Broza, Conor Gallagher và Chevo Chaloba vì việc bán những cầu thủ cây nhà lá vườn được coi là lợi nhuận thuần túy theo quy định của PSR. Broza cuối cùng được cho Fulham mượn trong khi Gallagher và Chalobah vẫn ở Stamford Bridge, chắc chắn những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch cũng sẽ tiếp tục phải rời đi. Với cá nhân Pochettino, dù có thể chưa bị sa thải ở mùa giải năm nay nhưng điều đó không có nghĩa là ghế nóng của ông được đảm bảo tại Stamford Bridge trong tương lai. Chelsea vốn nổi tiếng là đội bóng thiếu kiên nhẫn và có thể sa thải huấn luyện viên bất cứ lúc nào.